Hello, xin chào các bạn. À, chào mừng các bạn đến với kênh của BeFarm. Thì ngày hôm nay mình lại quay về chim bồ câu các bạn ạ. Hiện tại là 11 giờ đêm, mình mới đi làm về. Vừa ăn cơm xong thì mình lên cho chim bồ câu ăn. Thì mình có thả ra chiếc camera là cặp bồ câu Mondain màu xanh, xanh hai vạch. Thì tiếng Anh người ta gọi là màu Blue Argon các bạn. Đây là phía bên phải con trống các bạn ạ, đang ngủ bên mái có quay rồi. Cặp chim này của mình thì cũng tương đối nặng, trống được hơn 1 cân một xíu, mái thì được xấp xỉ 1 cân, tấn mút khoảng 2 tấn mút rồi. Lâu lâu mình cũng không cân, bắt này khá là nặng. Tại thì chim trống nó đủ lông, chim mái thì mới được có 8 lông thôi, nhưng mà nó cũng bắt đầu chịu trống rồi. Thì mình đang ghép cặp này và chờ nó đến tuổi sinh sản là có thể là lấy sản phẩm thôi. Mình rất mong trong thời gian tới thì con chim mái của mình sẽ chịu trống. Mình có để ý thấy bắt đầu nó cũng đạp thôi bạn, nhưng mà con mái có vẻ chưa thành thục ấy. Là chống đào cũng rất là khó khăn. Nói chung là thời gian đầu này thì chỉ test chuẩn chống mái được thôi, còn không nhất thiết là phải đẻ là phải cồ được luôn. Vì bồ câu này nó khá là vụng so với bồ câu ta, cho nên là đẻ cũng phải vài lứa thì mới có cồ. Đấy, có thể như vậy. Nhưng có rất nhiều cặp cũng rất là tốt, nhất đẻ lứa đầu tiên nó cồ luôn rồi mà chăm con cũng rất là tốt. Như mình thì ở đây thì mình có nuôi thêm chim đua Thái ấy, để mình sau này mình làm vú cho các cặp chim mon của mình. Thì mình cũng không tự tin lắm cái việc mà để cho mon nó nuôi con các bạn ạ. Và mình thấy trọng lượng khá là to ấy, nó đi lại rồi nhảy lên nhảy xuống vào ổ ấy, rất là dễ gây vỡ trứng đạp chim con ấy. Đó, cho nên là mình đã chủ động là mình nuôi trước vú Thái rồi, nuôi Thái đua sau này làm vú. Cặp chim của mình nói chung là khá là đẹp. Con chim trống này trên hội thì một câu cảnh rất nhiều anh đã thích cái gặp của con này của mình. Mình quay cận luôn xem này. Đó. Mình quay vào buổi tối cho nên là hình ảnh cũng không được sáng đẹp như ban ngày, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là con trống mình dáng rất là lực lưỡng luôn. Đó, đôi con tướng đẹp, phun lông được bạn ạ, phun lông được khoảng một tháng nay rồi. Tính hiện tại thì nó cũng được khoảng 7 tháng, khoảng 7 tháng tuổi rồi. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình nuôi chim yến và chim vẹt lông phụng ngày xưa ấy, thì mình nghĩ là để con chim này sinh sản thuần thục ấy, có lẽ là phải đến 1-5 tuổi các bạn ạ, phải 1-5 tuổi thì mới thuần thục được. Hiện tại có thể là sinh sản nhưng mà hên xui lắm, rất hên xui, cho nên mình nghĩ là để thuần thục được thì chắc phải 1-5 tuổi thì mới ok. Đây là con chim trống này. Đó, chim trống của mình. Bà chim mái kia bà đang làm gì ở góc bên này? Chắc đang nói chuyện với em bồ câu đua bên đấy. Đây có một chú chim bồ câu đua nè, nó mới tập ăn mình tách ở đấy rồi. Đấy, okay. Mình chỉ quay một chút xíu như vậy thôi để up lên clip để các bạn follow kênh của mình nhé. Thì các bạn nếu yêu thích dòng chim bồ câu cảnh thì các bạn hãy cho mình xin một đăng ký, một lượt like hoặc chia sẻ để có thêm nhiều người biết đến dòng chim bồ câu cảnh. Đó, đặc biệt là một chim bồ câu Mondain này, kinh Hà Lan. Hiện tại mình đang có nuôi kinh Hà Lan và Mondain. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn các bạn.